Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 22 tháng 7 và ngày 23 tháng 7. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, bão số 2 khả năng đổ bộ vào đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, sau đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Giải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu bão số 2 nâng trục lên phía bắc giáp qua Bắc Bộ. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 3, giật cấp 4. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, nhiều mây có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngoài khơi sóng cao từ 1,5 đến 3 m, biển động nhẹ có lúc động. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào thấp nhất âm 1m95 xuất hiện lúc 23 giờ ngày 22 tháng 7, cao nhất 1m85 xuất hiện lúc 5 giờ 30 ngày 23 tháng 7. Mực nước tại Phước Long cao nhất 1m xuất hiện lúc 21 giờ ngày 22 tháng 7, thấp nhất 0m87 xuất hiện lúc 6 giờ 30 ngày 23 tháng 7. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.